Carey, ngồi xe lăn sau sự cố sân khấu, khả năng sẽ tham dự Traffic Concert với bạn đồng hành mới. Mới đây, trong một sự kiện âm nhạc ở Đà Nẵng, Carey trong lúc trình diễn đã vấp té rơi thẳng từ sân khấu xuống dưới mặt đất. Khán giả có mặt tại sự kiện đêm đó khi chứng kiến đã không khỏi lo lắng về tình trạng sức khỏe của huấn luyện viên Traffic. Cụ thể, trong lúc đang trình diễn bản remix cực sôi động của ca khúc Người Là Ơi, Carey đã thực sự cháy hết mình với khán giả quê nhà. Vừa rap, vừa thực hiện động tác vũ đạo mạnh, anh vừa bước lui về phía sau. Do quá nhập tâm vào màn trình diễn, anh đã không để ý và vấp phải chiếc loa đặt trên khu vực sân khấu. Hậu quả là anh rơi từ độ cao khoảng hơn 1m6 xuống thẳng phía dưới nền đất trong sự hoảng loạn của những khán giả đang đứng ngay rìa sân khấu. Có thể thấy, cú ngã này tương đối mạnh và ảnh hưởng không ít đến Carey. Ngay sau khi bị té xuống nền đất, đông đảo lực lượng bảo vệ đã đến và phải bế Carey vào trong hậu trường. Có thể thấy lúc này, Carey khá đau đớn và không thể tự đứng lên di chuyển được. Tuy nhiên, khi đến ca khúc kế tiếp, Carey vẫn gắng gượng đứng trên sân khấu để trình diễn Đêm Này Không Ngủ. Lúc này, anh chỉ có thể di chuyển những bước chân rất ngắn và vẫn diễn cực cháy và còn khẳng định anh vẫn hát được. Quả thật, gặp tình trạng như thế, nếu Carey cáo lỗi không trình diễn tiếp thì khán giả hoàn toàn có thể thông cảm. Thế nhưng với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, anh vẫn cố gắng hoàn thành tốt sân khấu trình diễn của mình, bất chấp việc vừa mới gặp tai nạn nghề nghiệp. Đến sáng hôm nay, ngày 5 tháng 4, Carey đã xuất hiện ở sân bay Đà Nẵng trên một chiếc xe lăn, chân bị nẹp. Bức ảnh trên được đăng tải với dòng caption khá hài hước, bạn đồng hành mới. Có thể thấy, dù gặp tai nạn sân khấu, nhưng Carey vẫn luôn tỏ vẻ lạc quan. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ tỏ vẻ xót xa khi thấy thần tượng này phải ngồi xe lăn như thế. Bên cạnh đó, một trong những điều khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng chính là việc Carey có thể sẽ không xuất hiện tại Traffic Concert do chấn thương chân, đặc biệt khi chỉ còn 5 ngày nữa sự kiện trên sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 4. Rất nhiều bình luận phía bên dưới đã tiếc nuối cho rằng Carey sẽ không thể tái xuất tại Traffic Concert. Tuy nhiên, đích thân huấn luyện viên Traffic đã để lại bình luận: "Traffic hả? Ngồi xe lăn quẩy." Không biết Carey nói đùa hay thật, nhưng khán giả chắc chắn rất mong chờ màn xuất hiện của anh bên những người anh em, đồng đội tại Traffic Concert sắp tới. Có thể chỉ là ngồi xe lăn ở sân khấu, nhưng cũng đủ làm thỏa lòng rap fan, càng chứng tỏ độ chịu chơi của Carey. Bên cạnh đó, về vấn đề sức khỏe của Carey vẫn là ưu tiên hàng đầu, thế nên nhiều người hy vọng hôm ấy anh chỉ cần dưới hàng ghế khán giả là đã vui rồi. Cách đây không lâu, trong buổi showcase ra mắt MV Đừng Có Mơ, Carey xuất hiện cực chất và đầy thần thái, khiến khán giả choáng ngợp. Đây là showcase đầu tiên trong sự nghiệp của nam ca sĩ với sân khấu hàng trăm khán giả. Thế nhưng, ngay từ những phút đầu tiên xuất hiện cùng vũ đoàn để trình diễn ca khúc mới nhất Đừng Có Mơ, Carey không may ngã nhào trên sân khấu vì sàn quá trơn. Không ít khán giả đã suýt xoa vì cú ngã sấp mặt về phía trước khiến nhìn thôi cũng cảm thấy đau nữa là Carey tự mình hứng trọn. Nhưng anh chàng nhanh chóng xoay người lại và biểu diễn ở tư thế ngồi đầy cá tính, chất chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Âm nhạc, ánh sáng cùng với thần thái không hề xoay chuyển vì bối rối đã cứu nguy kịp thời cho Carey. Có thể nói rằng, dù có cẩn thận và luyện tập kỹ lưỡng đến mức nào thì sự cố sân khấu vẫn không chịu bất kỳ ai. Sự cố vấp ngã nghiêm trọng chắc chắn phải kể đến Vũ Cát Tường khi cô vấp ngã từ độ cao 2m trong Into Me Concert của mình. Cụ thể, ngay khi đang trình diễn ca khúc thứ hai của đêm nhạc Be A Fool, một ca khúc nằm trong album Stardom, có vẻ như quá say sưa phiêu theo điệu nhạc nên Vũ Cát Tường đã tiến đến thẳng rìa sân khấu do đã không nhìn được rìa của sân khấu. Hậu quả là cô trượt chân, ngã xuống từ độ cao hơn 2m xuống thẳng nền đất cứng phía dưới, không có bất cứ thứ gì che chắn. Cú ngã này thực sự khiến hàng nghìn khán giả có mặt tại nhà thi đấu quận khu 7 thót tim và không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, sau vài giây vấp ngã, Vũ Cát Tường vẫn ngồi dậy, gắng gượng cơn đau để hoàn thành ca khúc Be A Fool. Khán giả lúc này như bùng nổ để tiếp thêm nghị lực, giúp nữ ca sĩ vượt qua cơn đau vì chấn thương. Sau khi kết thúc màn trình diễn, Vũ Cát Tường còn tếu táo chọc ghẹo khán giả sau cú ngã định mệnh này.